Nằm mơ thấy người yêu cũ có người yêu mới có ý nghĩa gì? Theo tử vi chiêm tinh học, hiện tượng bạn ngủ và nằm mơ thấy người yêu cũ có người yêu mới phản ánh quyết định chia tay của hai bạn là hoàn toàn sáng suốt. Một đời người sẽ có nhiều màu sắc hơn nếu như có tình yêu, tình yêu không chỉ đem lại những điều tốt đẹp của hai cá thể dành cho nhau mà còn có những giây phút hạnh phúc, lãng mạn. Giải mã việc nằm mơ người yêu cũ có người yêu mới Giấc mơ thấy về người mình yêu là chuyện rất bình thường nhưng bạn lại cảm thấy vô cùng khó hiểu khi bản thân lại mơ thấy người yêu cũ và lại là người yêu cũ có người yêu mới nữa. Bạn cho rằng đã chia tay nên người cũ quen ai, yêu ai cũng đâu quan trọng gì với bạn nhưng sao lại thấy giấc mơ này? Mơ thấy người yêu cũ đang nắm tay một người mới. Tình huống này không có gì xấu, nó chỉ phản ánh mối quan hệ của bạn và người cũ không có kết quả tốt nên chia tay là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, bởi có thể người cũ của bạn đã động lòng với một người nào khác rồi. Mơ thấy người yêu cũ kết hôn Giải mã giấc mơ phản ánh thực tại bạn đã hoàn toàn dứt khoát được mọi chuyện cũ, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Mơ thấy chồng cũ có người yêu mới. Mơ thấy chồng cũ có người yêu mới thì chắc chắn giấc chiêm bao này ẩn chứa một điểm báo mà bạn cần phải tìm hiểu. Mời bạn tham khảo những thông tin luận giải ngay bên dưới. Nếu chiêm bao thấy chồng, vợ cũ đã có người yêu mới thì chứng tỏ sắp tới bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Trong công việc sẽ thuận lợi, đường tình duyên hanh thông. Mối quan hệ gia đình càng thêm gần gũi, thân thiết hơn trước đặc biệt gia đạo an khang, hạnh phúc viên mãn. Mộng thấy vợ cũ, chồng cụ tái hôn cho thấy cuộc sống của bạn khá suôn sẻ, may mắn. Thực tế bạn đã không còn đau khổ về hôn nhân nữa mà bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng hơn. Đường sự nghiệp, kinh doanh cũng có những khởi sắc mới, làm gì cũng đều thành công. Mơ thấy người yêu cũng có người yêu mới đánh số mấy. Lô số 49, 50 và 90 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người yêu cũ có người yêu mới. Lô số 27, 89 và 90 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người yêu chết. Lô số 73 và 78 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy bản thân và người lạ yêu nhau. Lô số 15 và 25 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy đang ôm người yêu. Lô số 35 và 89 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người bạn thầm yêu. Lô số 34 và 89 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người yêu cũ khóc. Lô số 54 và 94 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người yêu cũ và mình hôn nhau lô số 21 và 79 sẽ ứng nghiệm giấc mơ nhìn thấy người yêu cũ có người yêu mới. Ngủ mơ thấy người yêu cũ đang hôn người khác thì nhớ đánh con 74, 92. Trong giấc mơ bạn gặp lại người yêu cũ thì đánh ngay tròn 46, 47 và 87. Nếu mơ thấy người yêu cũ bị ốm đau thì đánh 45 và 93. Trên đây là những giải mã, điểm báo con số may mắn cho bạn qua giấc mơ của mình. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment để được hỗ trợ nhanh nhất bạn nhé ngoài ra bạn có thể truy cập ngay giải mã giấc mơ toàn tập để xem được hàng ngàn các giấc mơ khác được giải mã bởi chính các chuyên gia chúng tôi nhé chúc bạn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn khi chơi lô tô sổ số, số.